Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm vô cùng đặc biệt. Đó là ở một cái phòng như này, thì trên một cái giá như này thì mình thấy rằng có hai cái loại đèn khác nhau. Đấy, thì mình kích vào cái đèn này thì hóa ra đây là một cái đèn đèn dọi, tức là cái đèn dọi, tức là đèn mà chiếu qua tranh nhá. Thì điều đặc biệt nhất mình nhìn thấy ở cái đèn này đó là cái đây như một cái ống tele của máy ảnh, tức là cái đèn này có chức năng zoom ra zoom vào. Thì ở đây mình thấy còn có khoảng tầm 6 dự án trên hệ thống kiến trúc .com có cái chứa cái sản phẩm cái đèn này. Mình kích vào chi tiết để xem sản phẩm. Kích vào đây. Đây là cái trang bán cái sản phẩm này thì giá của nó khá là cao, là 1 triệu tư. Chi tiết cái đèn là như vậy. Thì tại sao giá lại cao như vậy thì mình đọc qua, thì đây là cái đúng là cái đèn dùng để chiếu sáng và tranh thật. Và quan trọng nhất là cái độ CRI, tiếng Anh là CAI, là của nó là tầm 95. Thì CRI là cái chỉ số gì? Thì đây là chỉ số hiển thị màu để phản ánh cái độ trung thực của màu sắc của một vật khi một nguồn sáng chiếu tới. Đấy, thì ví dụ một cái CRI trên 90 thì cái đèn bạn chiếu vào thì ánh sáng màu nó sẽ tươi như này. Còn cái chỉ số mà dưới 90 thì nó màu sẽ bị khác đi so với màu thực của sản phẩm. Thì CRI bằng 100 tức là tương đương với ánh sáng ngoài trời. Thì cái đèn này chỉ số CRI là 95 thì sẽ giúp cho những cái việc mà chiếu sáng cái tranh bức tranh trên tường, nó bức tranh sẽ ra cái màu thật hơn. Ví dụ trên cả một hệ thống như này, hệ thống đèn như này thì chỉ có một cái đèn này là cái đèn chiếu sáng mặt tranh thôi. Còn ba cái đèn này sẽ có công dụng là chiếu sáng bình thường thôi. Có thể bằng ánh sáng vàng hay ánh sáng trắng. Mình cũng khá là cái tò mò về cái sản phẩm này, vì thế mình quyết định sẽ đi review trực tiếp sản phẩm để xem là bên ngoài nó sẽ như nào. Ok, review thôi. Kiến trúc .com TV là một kênh YouTube chuyên để review các sản phẩm nội thất chất lượng dành cho các kiến trúc sư ở Việt Nam. Các bạn nhớ click nút đăng ký để theo dõi thêm kênh. Và để không bỏ lỡ những video mà team mình đăng tải hàng ngày, các bạn click vào biểu tượng chuông, chọn mục tất cả để cập nhật những review sản phẩm nội thất mới nhất và thú vị nhất nhé. Ok. Mình đã cầm cái sản phẩm trên tay ở ngoài showroom, thì vì đây là sản phẩm là bằng nhôm nguyên khối toàn bộ nên là cảm giác đầu tiên là sản phẩm rất là nhẹ. Các cái họ gia công các cái chi tiết nhỏ của sản phẩm này rất là nét và căng. Cái phần khớp nối của sản phẩm. Sau đây chúng ta sẽ xem cái phần mác của sản phẩm. Thì sản phẩm này làm từ một thương hiệu sát, là một nhà sản xuất tại Trung Quốc. Đèn là đèn 9W, ánh sáng vàng là 3000K. Đấy, thì cái phần đặc điểm nhất của sản phẩm này chính là cái phần góc chiếu của cái đèn, nó có thể thay đổi được dao động từ 10 cho đến 60 độ. Thì với 60 độ thì ánh sáng sẽ tỏa ra nhiều hơn để sử dụng cho những cái bức tranh lớn. Thì với góc chiếu nhỏ nhất là 10 độ thì mình sẽ sử dụng cho cái để tập trung ánh sáng. Đây là phần chỉnh ra chỉnh vào cũng khá là nhẹ nhàng và mượt mà. Sau đây thì mình sẽ thử mở sản phẩm ra xem là bên trong sản phẩm này nó sẽ gồm có những cái chi tiết cấu tạo nào. Thế là cái phần vỏ trước, còn đây là phần đuôi đèn. Thì phần vỏ trước là cái phần mà giúp cho đèn có thể thay đổi được từ 10 đến 60 độ. Thì các bạn có thể thấy rằng là các cái mối ren của sản phẩm này được làm vô cùng nhỏ và đều, khá là tinh xảo. Cái phần ống kính trước ấy, thì mình nhìn qua thì đây là kính mờ và dày khoảng 2 mm. Còn cái phần đuôi đèn ấy, thì họ sử dụng bóng đèn chip LED. Đây là loại bóng đèn được tăng chỉ số CRI cao lên và có độ bền cao, ít hao điện. Cái phần thân của bóng đèn thì làm bằng hệ nhôm giúp đèn tản nhiệt. Hệ nhôm nào mà càng xịn thì bóng đèn sẽ càng bền. Thì nghe theo nhà sản xuất thì bóng đèn này bảo hành 2 năm và với công suất là 5.000 giờ, 50.000 giờ. Cũng khá là lâu. Bộ phận thứ hai mà chúng ta cần nói ở đây chính là bộ phận dây đèn. Thì đây là bộ phận giúp cho đèn này di chuyển trên trần để thay đổi vị trí, thì sẽ có hai màu đen và trắng. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo và lắp sản phẩm đèn mỗi khi mình muốn thay đổi hay là bảo hành sản phẩm. Thì ở phần chốt trên lắp xuống và xoay một góc 90 độ. Vì chỗ này được thiết kế hình chéo nên là sản phẩm sẽ vào dây một cách rất là đơn giản. Sau đó sẽ di chuyển rất là mượt mà. Còn trong trường hợp mà bóng đèn mà hỏng, bạn muốn thay cái bóng đèn đấy thì bạn chỉ việc kéo cái chốt này lên. Như vậy là sản phẩm sẽ được mở ra ngoài một cách vô cùng đơn giản.
để có thể trong quá trình bảo hành hay muốn thay đổi bóng đèn. Ok, như vậy mình xin kết thúc cái phần review sản phẩm trực tiếp tại showroom. Đó là chiếc đèn rọi treo tranh này. Thì hiện tại link sản phẩm mình có để ở chi tiết bài viết ở trong phần video, bạn còn kích vào để xem cái giá cập nhật hơn. Thì ở thời điểm hiện tại thì giá của nó là 1 triệu 475 ngàn. Thì cái sản phẩm mình review là sản phẩm có màu titan. Thì bạn có thể có sự lựa chọn khác, đó là màu đen và màu trắng. Tuy nhiên màu đen màu trắng thì nó rẻ hơn 100 ngàn, thì rơi vào khoảng 1 triệu 375 ngàn. Thì hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn có những kiến thức cần thiết khi mà để thiết kế những cái phòng treo tranh hoặc những căn phòng khách để phân phối cái đèn nó hợp lý hơn. Ok, xin chào.